Chào các bạn sinh viên, tôi xin giới thiệu, tôi là Đinh Thúy Quỳnh đến từ Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp. Các bạn sinh viên thân mến, các bạn đã chuẩn bị như thế nào cho hành trang bước vào đời với những kiến thức lĩnh hội trên ghế nhà trường cũng như các trải nghiệm trong cuộc sống? Cũng từ nhu cầu của các bạn sinh viên, Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp đã thiết kế xây dựng một module học trực tuyến kỹ năng tìm kiếm việc làm. Tại khóa học này, các bạn sinh viên có khả năng phân tích được thị trường lao động, những nhu cầu của thị trường lao động cũng như xác định được rõ năng lực của bản thân mình để từ đó các bạn tiếp cận với các nhà tuyển dụng làm sao giới thiệu về mình tốt nhất. Thời lượng của khóa học từ 4 đến 5 giờ. Để đăng ký tham gia khóa học, các bạn truy cập vào website. Khóa học bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Tổng thời lượng của khóa học là 4 đến 5 giờ và các bạn có thể thoải mái sắp xếp quỹ thời gian của mình để theo đuổi khóa học. Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn.